Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đến từ biên tập viên thời tiết Thu Huyền. Xin chào chị Thu Huyền. Dạ vâng, chào Ngày anh hôm Dương. nay phải nói là chúng ta bắt đầu một tuần làm việc mới trong một ngày rất oi nóng của thủ đô Hà Nội cũng như miền Bắc. Không biết đến ngày mai thì nắng đã giảm hay chưa chị Huyền? Dạ vâng anh Dương, theo dự báo thì ngày mai trời chưa thể dịu nắng và đỡ nóng hơn đâu ạ, mà tương tự như là ngày hôm nay, đúng nghĩa với cái nắng tháng 8, nắng giám cháy bưởi. Cùng với thủ đô Hà Nội thì ngày mai nhiều thành phố khác như là tại Hòa Bình này, Nam Định, Việt Trì hay là Lào Cai thì sẽ có mức nhiệt cao 35-36 độ. Khi mà đi ngoài nắng thì quý vị còn cảm thấy nóng hơn khoảng 2 đến 3 độ nữa. Dự báo xa hơn ở thủ đô Hà Nội và miền Bắc thì sẽ còn nóng đến hết dịp nghỉ lễ ngày mùng 2 tháng 9. Trong đó thì có ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì sẽ nóng tương tự như là hai ngày tới với mức nhiệt cao 35 độ. Còn ngày thứ Năm và ngày thứ Sáu thì nhiệt độ có hạ khi mà có những cơn mưa xuất hiện. Nhưng mà với mức nhiệt cao là 33 đến 34 độ thì quý vị vẫn sẽ cảm thấy oi nóng về trưa và chiều. Còn ở miền Trung, nhiều tỉnh thành trong đó có thành phố Đà Nẵng dự báo là sẽ ít mưa trong dịp nghỉ lễ. Mưa chỉ thoáng qua về chiều tối của hai ngày cuối tuần. Và nhiệt độ cao nhất trong suốt dịp nghỉ lễ Quốc Khánh sẽ vào khoảng là 32 cho đến 33 độ. Lại có gió biển thổi điều hòa nên là không khí vẫn sẽ thoáng đãng. Còn ở phía Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp nghỉ lễ ngày mùng 2 tháng 9 vẫn sẽ có mưa dông về chiều tối, tuy nhiên thì lượng không lớn và ít nhiều ảnh hưởng đến việc di chuyển của quý vị. Còn từ sáng đến đầu giờ chiều thì trời vẫn nắng và nếu ở lâu ngoài trời thì quý vị vẫn sẽ cảm thấy nóng. Nhiệt độ ở đây sẽ trong khoảng là từ 33 cho đến 34 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Hải Phòng dự báo đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 27 độ, gió đông nam thổi đều cấp 3. Ngày mai trời nắng mạnh và nóng, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Thành phố Huế đêm nay cũng tạnh ráo, trời mát 24 độ. Ngày mai trời nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Thành phố Đà Lạt nhiều khả năng cũng không mưa trong đêm nay, trời lạnh chỉ 17 độ. Sáng đến chiều mai trời nắng 24 độ, chiều tối có mưa giảm nhẹ.